Câu thứ 8, bạch thầy con hy vọng mau mau vãng sinh về cực lạc thế giới. Nhưng trên còn cha mẹ không yên tâm và sợ mình không để ý lại tạo thêm nghiệp tội. Thật là lo sau này không thể đến cực lạc thế giới tu hành thành Phật, thừa nguyện tái lai. Nghĩ đến vấn đề này thì rất buồn phiền. Con xin hỏi đệ tử con nên xử lý như thế nào? Tu hành mà chỉ hy vọng mau mau vãng sinh cực lạc thế giới. Nhìn trên gì? Trên phương diện sơ sơ mà nói thì đấy là tốt đấy. Nhưng mà gì? Có tốt thật không? Chắc chắn với trường hợp Phật tử này là không tốt thật. Vì sao? Vì trên thì còn gì? Còn cha mẹ, khiến cho Phật tử này không yên tâm. Sợ rằng gì? Có thể sợ rằng mình mà mau mau mình vãng sinh rồi thì cha mẹ mình ở lại thì như thế nào đây? Ai là người sẽ chăm sóc cha mẹ mình khi về già, khi yếu đau, khi bệnh tật, vân vân và vân vân. Cho nên á, cái đấy thì khiến cho gì? Khiến cho không yên tâm được. Đấy gọi là tu gì? Tu nhưng mà không hiểu được pháp một cách rốt ráo. Cho nên á, cái nào cũng muốn. Ở đây người ta gọi là gì? Gọi là đứng núi nọ trông núi kia. Bước chân trên hai con thuyền mà bơi hướng khác nhau muốn gì? Muốn đi tới đích vậy. Nếu Phật tử này thì muốn mau mau được vãng sinh, muốn về Tây Phương Cực Lạc thì phải buông xả được hết. Buông xả không chỉ cha mẹ mình mà nhấn đến gì? Thân tâm mình cũng buông xả. Buông xả dấu gì? Hôm nay tu ngày mai gì? Ngày mai chết vãng sinh Tây Phương Cực Lạc cũng gì? Cũng sẵn sàng ra đi, không có gì, có bám víu và không có chấp trược, không có bị một gì, một pháp nào, thiện pháp hay ác pháp hay vô ký pháp vân vân đó, không bị bất cứ một pháp nào nó gì, nó làm cho tâm mình bị lay động nữa, thì đó mới có thể vãng sinh được ngay trong một đời này. Nhưng còn đối Phật tử này, còn cái tâm luyến, lưu luyến như thế này mà mau mau vãng sinh cực lạc thế giới, đấy chỉ là tổ thêm cho sự phiền não sinh ra ở trong tâm mình mà thôi. Tự mình sinh ra phiền não trong tâm mình mà thôi. Tự mình mâu thuẫn với gì? Với hạnh nguyện và ý nghĩ, việc làm, lời nói của mình mà thôi. Cho nên ở đây thầy khuyên Phật tử này, quan trọng nhất bây giờ đưa ra lời khuyên cho Phật tử này, đừng có mau mau vãng sinh nữa, mà hãy nguyện là gì? Nguyện làm sao tụng kinh niệm Phật, mong cho gì? Cho cha mẹ được mạnh khỏe, và mong cho gì? Mình bình an để tu tập. Tới khi xả bỏ báo thân bất cứ lúc nào thì nguyện A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí thế gì? Thế đến để tiếp rước thần thức của con, khiến cho gì? Con một đời được đới nghiệp vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ. Đến khi đó gặp Phật nghe pháp, nguyện là gì? Phật Bồ Tát ở thế giới đó sẽ gì? Sẽ tận tình thương tưởng chỉ dạy cho con sớm chứng viên thành gì? Đạo quả để phổ độ chúng sinh. Hãy lo tốt trách nhiệm bổn phận của một gì? Một người đệ tử Phật tại gia. Đó là hầu hạ, cung phụng dưỡng cho gì? Cho cha mẹ cho tốt. Làm tròn cái bổn phận của một người con hiếu thảo thế gian này. Đó chính là gì? Người tu hành chân chính. Khuyên cha mẹ dùng phương tiện tốt đẹp, phương tiện thiện xảo để khuyên cho cha mẹ cũng biết tín Phật, biết tụng kinh, biết niệm Phật và cùng phát nguyện vãng sinh. Đó mới là gì? Người đệ tử Phật tốt. Đó mới là gì? Còn hơn là cái việc gì? Thừa nguyện tái lai ở trong một kiếp sau này, khi mà chúng ta chưa biết chúng ta gì có được vãng sinh ở kiếp sau hay không, mà lại đã nguyện kiếp sau nữa thừa nguyện tái lai để tận độ chúng sinh rồi. Hãy gì? Hãy độ tận chúng sinh ở trong tâm mình, ngay trong đời này, ngay trong kiếp này. Cực lạc ở đâu? Cực lạc ở ngay tại ngôi nhà của bạn ấy vậy. Cha mẹ bạn chính là A Di Đà Phật, là Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Hãy lo để gì? Lo để cung phụng cho tốt. Và bạn cũng chính là A Di Đà Phật và chính là
Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Hoặc là nếu bạn ấy thấp hơn một bậc thì bạn chính là Quan Âm Bồ Tát, bạn chính là Thế Chí Bồ Tát, là Địa Tạng Bồ Tát vậy, vân vân. Không phải tìm ở đâu xa, tìm ngay ở trong gì? Trong chính ngôi nhà của mình, ở trong chính bản tâm của mình. Đừng có mong vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới khi mà gì? Mà mọi sự mâu thuẫn ở trong tâm chúng ta không thể giải quyết được. Rồi dần dần ấy, tu như thế sẽ lạc vào đường tà đấy, không phải đơn giản đâu. Đó, cho nên ở đây thầy khuyên Phật tử này gì? Hãy cứ bình tâm mà tu. Hàng ngày tu xong chúng ta cũng gì? Cũng phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, giữ tâm đó không biến đổi. Gọi là gì? Tin sâu nguyện tiết hành chuyên. Chỉ cần thế thôi. Lo hiếu thảo báo đáp, công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ cho tốt, khuyên dùng phương tiện để thiện xảo khéo léo để khuyên cha mẹ cùng tụng kinh, cùng niệm Phật, cùng tu thiện cho tốt. Và một ngày nào đó khi đầy đủ công đức viên mãn đó, Phật Bồ Tát sẽ sắp xếp cho chúng ta. Phật Bồ Tát sẽ là người sắp xếp cho chúng ta vãng sinh hay không vãng sinh. Chúng ta có mong một đời vãng sinh, nhưng nhân tu chúng ta không có, A Di Đà Phật chắc chắn sẽ không gì, cũng sẽ không tiếp rước chúng ta vãng sinh đâu. Đó, cho nên cái điều này thì các Phật tử chúng ta tu hành phải biết rõ cái điều đó, đừng có tu hành cực đoan. Rồi á, rất nhiều người người ta chê pháp môn tịnh độ trong mấy năm gần đây. Họ nói rằng á, Phật tử tu theo tịnh độ, đồng tu Việt Nam chúng ta đang đi sai đường lạc lối. Đó là sao? Họ nói rằng á, tu cả đời chả chịu tu. Đến khi chết xuống thì gọi mấy gì mấy Phật tử, một nhóm Phật tử đến và trợ niệm cho. Thấy thân thể mềm mại một chút, ấm đỉnh đầu một chút là hô hào với nhau, vãng sinh rồi, vỗ tay đôm đốp với nhau. Và cho đó là gì? Đó là pháp môn tịnh độ chân chính. Đó là lời dạy của Hòa Thượng Tịnh Không? Không phải đâu. Không phải như thế đâu. Cho nên là nếu muốn được vãng sinh, chúng ta phải tu hành chân chính, phải tu hành đúng pháp. Không phải là trước đây thì có người nói rằng này, chỉ cần có nhưng mà vừa tìm ra một cái phương pháp tu hành niệm Phật, nhất tâm bất loạn một đời vãng sinh. Tất nhiên tu hành nhất tâm bất loạn niệm Phật, nhất tâm bất loạn đương nhiên là một đời vãng sinh rồi. Nhưng nói về cái phương pháp tìm, mới tìm một phương pháp tu không cần phải khó khăn cực khổ và niệm Phật nhiều như các tổ ngày xưa. Chỉ cần thì cho cái gì? Cái tai nghe vào trong tai nghe, trong cái đài niệm Phật ghi âm vào đó tiếng của tai, tiếng bất cứ một vị sư nào đó vân vân, hay một bạn nào đó đồng tu nào đó ghi âm vào và chúng ta gì? Cho vào cái tai nghe vào cái sang phone nghe vào tai này, nghe cả ngày cả đêm. Bao giờ bỏ cái mic đó ra, tiếng niệm Phật vang vẳng bên tai đó gọi là niệm Phật, đạt được gì? Nhất tâm bất loạn, một đời vãng sinh. Và có khá nhiều đồng tu ở Việt Nam chúng ta tu theo tịnh độ đã chạy theo tu pháp môn đó, bỏ pháp môn tu truyền thống, tin sâu nguyện thiết hành chuyên, một câu A Di Đà Phật niệm cho tới đó, để chạy theo gì? Tu theo phương pháp đó. Và một vài có vị 2-3 hôm sau tuyên bố là chứng đắc được gì? Niệm Phật tam muội nhất tâm bất loạn rồi. Có những vị vài tuần, có những vị vài tháng thì tuyên bố được như thế rồi. Và tôi ở chùa tôi thì đã gặp 2-3 trường hợp như thế rồi. Đệ tử tôi có một sư ông đó cũng tu theo cái cách đó, về có mấy ngày ông ấy đạt được, và ông nói về con cũng đạt được niệm Phật như kiểu như thế. Tôi bảo là bác đang bị tà rồi, đang bị lừa rồi. Xong cái vị ấy hỏi là gì? Sư ông hỏi là gì? Bày thầy tại sao thầy nói thế? Tôi bảo đúng vậy. Bác không tin tôi á. Bác không tin tôi á thì bác tụng kinh gì? Kinh Bát Nhã một tuần cho tôi. Nếu bác tụng kinh Bát Nhã một tuần và bác cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho, nếu cái pháp mà con nghe cái gì? Nghe đài, tức là nghe cái sang phôn cho vào tai đó, nghe tiếng niệm Phật đó, và con bỏ đài ra một tiếng niệm Phật vẫn vẳng vẳng bên tai con, cái tiếng niệm Phật đó, mà đó là gì? Không phải là pháp con tự tu chứng, mà đó là tà pháp. Thì nguyện con tụng kinh Bát Nhã một tuần, cái tiếng niệm Phật đó tự mất đi. Nếu mà đó là chính pháp thì con tụng kinh Bát Nhã một tuần như lời thầy con nói
thì cái tiếng niệm nó vẫn ở trong con. Tôi bảo chỉ cần gì bác tụng kinh Bát Nhã và bác khấn nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho như thế thôi. Và bác cái tụng gì? Đến ngày thứ ba xuống gặp tôi bảo bạch thầy, thầy nói đúng thật. Con vừa tụng đến ngày thứ ba thì tự nhiên gì? Cái tiếng niệm Phật ở trong tai con không còn nữa. Đó. Tôi không cần phải giải thích nhiều. Và tự cái vị hiểu đâu là chính và đâu là tà. Rồi còn một cái Phật tử đi xuống tận Hải Phòng tu đâu 2-3 tuần ấy, cũng được gọi là đạt được cái pháp đó và lên chùa Tản Viên xin ở tu thêm 1-2 tuần nữa để cho nó chắc. Nhưng trước khi về không may là đêm hôm đó trời nó gì, nó đổ cơn giông và chuẩn bị mưa. Bắt đầu ấy, vì này đang gì, đang niệm Phật ở trong nhà tổ, tự nhiên tiếng sấm sét oanh một cái, vì này giật mình. Và gì, chỉ nghe thấy tiếng sét nữa, nó nổ gần ở ngay đó, vậy cái tiếng o o bên tai và không còn nghe thấy tiếng niệm Phật nữa. Và vị này rất buồn, nghĩ là gì, mình niệm Phật được nhất tâm bất loạn, chỉ bị vì một tiếng sét mà gì mà mất cái niệm Phật đó, mất cái tiếng niệm Phật phản văn văn tự tính nhất tâm bất loạn đó, cho nên buồn. Buồn hôm sau xuống núi bạch với tôi bảo là không phải buồn đâu, cái đấy có phải là của bà được đâu mà bà buồn, có phải là chân thật của bà đâu mà bà buồn. Cái gì chân thật của bà thì nó gì, bà vẫn giữ được nó, còn cái gì không phải của bà chắc chắn bà không giữ được nó, đừng có buồn. Hãy gì, hãy tu cho này đúng chính pháp. Nếu như muốn về Tây Phương Cực Lạc thực sự, hãy đi theo đúng chính pháp. Kể cả đây tôi nói hôm nay nói như thế này, nếu mà gì, các Phật tử đồng tu Việt Nam chúng ta còn ai đang tu theo cái pháp đó thì nên xem lại mình. Nếu muốn về Tây Phương thực sự nên xem lại pháp tu của mình. Và quý thầy nào mà đang đi truyền giảng cái này, pháp này cho là chính pháp á, cũng nên xem lại mình. Không có đến khi nhắm mắt xuôi tay, Diêm Vương ngục tốt nó đến, nó lôi đi sành sạch, nó bảo gì, ông tu sai pháp mà ông còn gì, còn lừa rất vô số chúng sinh, thì lúc đó chẳng ai cứu được mình đâu. Mười phương chư Phật có hiện ra trước mặt mình, có muốn cứu mình á, cũng chẳng cứu được đâu. Đó cho nên các Phật tử chúng ta phải gì, phải rất phải cẩn trọng khi mà tu tập, kể cả pháp môn tịnh độ cũng phải gì cẩn trọng.